Vâng, kính thưa các tổ trưởng, kính thưa các anh các chị, Bao Long Thiết có những kỷ niệm mà đến giờ phút này mỗi lần nghĩ thì đều đầy ắp những cảm xúc. Đó là những chuyến đi ở Trường Sa, những chuyến đi mà chúng tôi những người chiến sĩ nghệ sĩ vì sóng to gió lớn không được lên nhà giàn, chúng tôi đã cầm micro qua bộ đàm để hát cho tất cả các chiến sĩ trên nhà giàn. Chúng tôi đã khóc và đến giờ phút này những người mà ở nhà giàn và chúng tôi luôn liên lạc với nhau, chia sẻ với nhau. Giữa nơi biển khơi đang nở rộ từng bông hoa xa nô, cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em. Vì anh có một trái tim, một trái tim biết yêu tha thiết. Ở trong chương trình này thì rất là muốn nhắn nhủ với các anh, tình cảm của các anh thì Bao Long Thiết qua chương trình như hôm nay sẽ đền đáp bằng những lời ca tiếng hát theo yêu cầu của các anh. Và cũng thực sự qua ca khúc này thì Bao Long Thiết cũng muốn nhắn nhủ với bố của Bao Long Thiết, với những người bố của chúng ta. Vì vừa rồi ông cũng ốm, tai biến, nhưng bây giờ ông đã hồi phục dần. Mong là ông sớm khỏe trở lại. Bao Long Thiết luôn nhớ những kỷ niệm từ tuổi ấu thơ, nhà rất là nghèo, khó khăn. Đôi chân của ông đi khắp núi rừng của quê hương để tìm đồ ăn vì gia đình đông con mà lại khó khăn. Thì ca khúc của anh Iphone Kaso thì nói lên đến người cha, nói lên những tình cảm của ông đã dành nuôi nấng cho có một Bao Long Thiết như ngày hôm nay. Bao Long Thiết muốn nói bằng tiếng Paco của mình. A mơi, bệnh xoài nữa, a cấp nàng ai mà ngà thằng a chết nữa, lưa dừa ảm. Mong một lần nữa ông mau khỏe trở lại, và đây cũng là tình cảm một bất cứ một người con nào muốn dành tặng cho người cha của mình. Xin mời các anh các chị cùng lắng nghe ca khúc Đôi Chân Trần của nhạc sĩ Iphone Kaso. Anh đã được nghe Thiết hát bài Đôi Chân Trần rất là nhiều lần, và lần nào anh nghe xong cũng rất là cảm xúc. Bài hát viết về tình cảm của người con với người cha, mà anh nghĩ là Bao Thiết mang ra Trường Sa biểu diễn bài này thì cũng rất là ý nghĩa. Một món quà của Tây Nguyên, của người con núi rừng. Em nhắc đến cái kỷ niệm nhà giàn JK1 ấy, làm anh cũng nhớ. Nhưng cái đợt anh đi thì anh được may mắn hơn là hôm đấy biển nó lặng, bọn anh lên được nhà giàn, leo rất cao và diễn cho các anh em chiến sĩ ngoài đấy thì rất là xúc động. Tại vì trên đấy thì nó cũng không được cái điều kiện như dưới đảo, vì nhà giàn thì mình nó chật chội hơn. Mà anh phải nói là lên nhà giàn thì giống biển cũng rất đẹp. Mà anh nhớ là khi mà trước khi lên nhà giàn ấy, thì bọn anh có làm cái lễ truy điệu các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh ở cái vùng biển đấy để bảo vệ vững chắc chủ quyền, khẳng định chủ quyền thềm lục địa của mình ở ngoài biển Đông. Thì cũng rất là cảm ơn Bao Long Thiết đã có cái tấm lòng của người con núi rừng, có những bài hát rất là xúc động, rất là hay về người cha của mình, cổ vũ động viên cho anh em cán bộ chiến sĩ của chúng ta đang từng ngày chiến đấu khẳng định vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thềm lục địa của Tổ quốc. Yeah.
tháng với ngày. Cha đi lượm quả ngọt rừng cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần. Cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Ôi tóc bạc tựa trăng soi, cả một đời và cả cuộc đời đôi chân trần. Cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần. Cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm. Cả một đời và cả cuộc đời đôi chân trần. Ôi ngày tháng đôi vai gầy run run tựa vào hàng cây. Đội nắng gầy ôi tóc bạc tựa trăng soi, cả một đời và cả cuộc đời đôi chân trần.